Tôi sẽ giới thiệu đến khách hàng mẫu súng bắn đinh chỉ đinh đầu của thương hiệu DCA. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch nha mọi người nhé. Mã sản phẩm là AP625. Trước khi sử dụng thì mình sẽ cho 1 đến 2 giọt dầu trong kèm theo máy nha mọi người nhé. Sau đó là mình sẽ kết nối với máy đăng ký. Tiếp theo là mình sẽ mở cái này nè. Và mọi người nhớ đinh chỉ đinh đồng ấy, thì nó sẽ có một cái bên nó hơi vát. Hơi vát tí thì mình sẽ cho theo hướng bám nhé mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ test với gỗ nhãn đây. Không thấy gì luôn. Và đây sẽ là gỗ công nghiệp nha mọi người nha. Đấy, mọi người thấy không? Bắn mình bắn xuyên xuyên cho nó đinh ra, đinh chéo ra. Bắn xuyên này mọi người này. Đây là những cái điểm mình bắn vào gỗ nhãn đấy nhá mọi người. Đây là những điểm mình bắn vào gỗ nhãn này. Còn đây là gỗ công nghiệp đây mọi người này. Gỗ công nghiệp mình sẽ bắn lại cho mọi người xem. Cái này này, cái gỗ công nghiệp này sẽ thiên cho việc mình bắn để giấu đinh.